Thế giới này chỉ toàn là giả dối thôi sao? Đôi khi hạnh phúc đã hiện diện trước mắt. Và sau đây là món quà đặc biệt. Anh là đồ sở Em thật không ngờ anh có em họ xinh vậy đó. Em sẽ cướp anh từ tay chị ta. Em đúng là người không biết sợ là gì. Cô là ai mà dám nói với tôi như vậy hả? Ủa, ông cảm thấy làm vậy là quá đáng lắm hả? Cô thật quá ngây thơ. Nếu không chà đạp lên người khác thì tôi đã không tồn tại đến bây giờ rồi. Nếu sống giống như các người thì mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Liệu thế giới này có còn tình yêu chân thành hay không? Anh sẽ chứng minh cho em thấy hạnh phúc là có thật.